Do ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu kéo dài từ nhiều năm qua, nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đang đương đầu với tình trạng hạn hán, cháy rừng hoặc lũ lụt nặng nề. Riêng vùng Bắc Mỹ, bao gồm Mexico và Hoa Kỳ, tình trạng hạn hán đang gây ra mối đe dọa rất lớn đến đời sống của người dân, nhất là tại Mexico. Theo bản tường trình mới nhất của hãng thông tấn Reuters đưa ra hôm nay, tại Mexico, một số vùng chăn nuôi đang xảy ra tình trạng động vật chết dần chết mòn vì thiếu nước. Bản tin ghi nhận tình trạng tiêu biểu từ trang trại của ông Hictorio Torres Franco khi đang lâm vào tình trạng thiếu nước từ một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất mà Mexico từng chứng kiến trong vòng 30 năm qua. Người ta nhìn thấy xác của những con lừa đang bị những con kền kền theo dõi. 19 con bò trong trang trại của ông cũng đã chết. Torres, người đang có trang trại nằm cạnh đập El Granero ở tỉnh Chihuahua, than thở. Đây là một mất mát rất lớn. Theo dữ liệu chính thức, chỉ 10% các đập của Mexico là còn đầy nước, trong khi nhiều con đập có mức nước giảm xuống dưới một nửa hoặc thấp hơn nữa. Tháng 7 là tháng nóng thứ nhì ở Mexico từ năm 1953 theo cơ quan thời tiết quốc gia, với nhiệt độ có lúc lên đến 45 độ C hay 113 độ F vào tháng 7 ở một số khu vực. Các thị trấn nông nghiệp như Koyame không có nguồn nước ngầm và gần như lệ thuộc hoàn toàn vào những con đập lại đang thu hẹp nguồn nước của khu vực đã bị tàn phá vì hạn hán. Gia súc của thị trấn bị mất dần, mùa màng bị gián đoạn và nghề cá bị thiêu hủy, buộc một số công nhân phải chuyển lên thành phố để kiếm sống trong những tuần gần đây lượng mưa từ gió mùa ở mỹ đã giúp tỉnh chihuahua giảm bớt hạn hán một phần nào đó thế nhưng những nông dân nói rằng không thể đủ được Jesus Gerardo người đã đánh cá trong khu vực này cho biết mọi thứ đều tốt trước đây thế nhưng bây giờ chỉ còn lại một nửa số chúng tôi là ngư dân mà thôi đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đập bị cạn thế nhưng chưa bao giờ cạn đến mức này. Vào giữa tháng 7 qua, chính phủ Mexico đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời công bố các sáng kiến nhằm ngăn chặn các công ty như Coca-Cola, Heineken khai thác quá nhiều nước ở miền Bắc. Cũng đã có những quy định gia hạn nước tiêu thụ tại các gia đình ở thành phố công nghiệp phía Bắc Monterey. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vẫn kéo dài và đã gây ra các cuộc biểu tình chung quanh Monterey các chuyên gia về nước như Rafael Sanchez làm việc cho Đại học Shoppingo ngày càng quan tâm đến những rủi ro với các khu vực canh tác xa xôi. Người dân địa phương Chihuahua nói rằng họ cần thêm sự giúp đỡ của chính phủ, bao gồm một quỹ cứu trợ để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn vì hạn hán hiện nay. Sự tàn phá kinh tế của vùng Koyame vẫn có thể được cảm nhận trong một thời gian dài với chỉ 30% vụ thu hoạch được trồng mà thôi. Các dòng sông đã khô cạn, lộ ra những luống nứt nẻ, những cánh đồng đáng lẽ đầy rẫy hiện nay lại trống rỗng. Mặt đất khô cằn đến mức cây non đang héo úa, gia súc sống sót thì xương sẩu, xương sườn nhô ra. Người canh tác Julio Cesar Azola nói rằng một câu đơn giản, chúng tôi cần mưa. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV.